Cần bán nhà xây mới 4 tầng tại đường Yên Bình, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Ngôi nhà thì là có vị trí giao thông rất là thuận tiện, cách đường ô tô đi lại chỉ khoảng tầm 20 mét mà thôi, và bán kính trong vòng 500 mét ở xung quanh ngôi nhà thì là có đầy đủ tất cả các tiện ích như là trường học, trường mầm non, trường cấp 1, chợ, siêu thị cũng như là nhà thuốc. Đấy, sau đây thì là mời mọi người tham quan chi tiết ở phía bên trong của ngôi nhà. Hiện tại là ngôi nhà đã hoàn thiện được khoảng tầm 95% rồi. Đấy, chỉ cần dọn dẹp và lắp đặt thêm một số thiết bị nữa là quý khách hàng là có thể chuyển đồ về và ở luôn. Ngôi nhà thì có diện tích xây dựng là 35 mét vuông. Có hướng chính là hướng Tây Bắc, được thiết kế là bao gồm là một phòng khách, một phòng bếp, 3 phòng ngủ, một phòng thờ, một sân phơi và 3 phòng vệ sinh. Đang được bên công ty chào bán với giá là 1 tỷ 550 triệu đồng. Hiện tại là tôi đang đứng ở vị trí ở phía bên trong khu bếp của ngôi nhà, mọi người có thể nhìn thấy hệ thống tủ bếp sử dụng là chất liệu bằng gỗ thịt, được sơn màu xám cách tân rất là đẹp. Toàn bộ hệ thống đá bếp sử dụng là đá granite. Hệ thống trần thạch cao cũng như là đèn chiếu sáng là đều được lắp đặt và hoàn thiện xong hết. Ở phía tầng 1 thì sẽ có thêm một khu vực nhà vệ sinh phụ. Thì trong nhà vệ sinh sẽ được lắp đặt bồn cầu và xịt vòi rửa. Và phía bên ngoài đây là khu vực để xe. Tiếp theo đây là cái khu vực cầu thang và tay vịn cầu thang. Toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang sử dụng là gỗ lim Nam Phi, mặt bậc và cổ bậc sử dụng là đá granite nguyên tấm. Ở phía bên trên tầng 2 thì sẽ được thiết kế theo phong cách là tầng lệch, thì chúng ta sẽ có một phòng khách, một phòng ngủ và một phòng vệ sinh. Cái ngôi nhà này thì là có cái ưu điểm là toàn bộ hai mặt đều là thoáng. Đấy, cả mặt trước và mặt sau đều có cửa sổ mở ra ngoài vườn rất là thoáng. Và đây là khu vực phòng khách. Đã được hoàn thiện hết hệ thống vách CNC, trần thạch cao cũng như là cái hệ thống gạch lát nền. Tiếp theo đây là ở phía bên ngoài phòng ngủ ở tầng 2. Phòng ngủ được thiết kế là có cửa sổ mở ra hướng bên ngoài để lấy ánh sáng và không khí cho căn phòng. Phòng ngủ rất là vuông vắn, rất là rộng. Cửa thông phòng là sử dụng là cửa nhựa lõi thép, màu sắc là màu vân gỗ. Đây là khu vực nhà vệ sinh. Toàn bộ hệ thống gạch ốp nát cũng như là thiết bị bồn cầu, lavabo, sen cây, tắm nóng lạnh cũng như là hệ thống gương phụ kiện là đều được bên công ty lắp đặt hoàn thiện hết. Đấy, mọi người có thể là nhìn toàn bộ không gian đây, có cửa sổ mở ra phía bên ngoài để đảm bảo cho phòng vệ sinh lúc nào cũng đầy đủ ánh sáng và thoáng. Ở phía ô cầu thang là chúng ta sẽ có thêm một cái ô cửa sổ nhỏ nữa để cung cấp ánh sáng cho cái ô cầu thang này. Ở phía bên trên tầng 3 của ngôi nhà thì sẽ được thiết kế là bao gồm là hai phòng ngủ và một phòng vệ sinh. Toàn bộ hệ thống gạch lát nền là sử dụng là gạch lát nền vân gỗ. Với diện tích là 35 mét vuông, mỗi tầng chia hai phòng ngủ và một phòng vệ sinh, cho nên là cái diện tích ở trong phòng rất là rộng. Phòng ngủ là chúng ta có thể là kê được giường, tủ, bàn làm việc, bàn trang điểm cũng như là thêm một số cái đồ vật dụng cá nhân khác. Phòng vệ sinh của tầng 3 và tầng 2 thì sẽ tương tự như nhau, đã được lắp đặt hoàn thiện hết. Cửa nhà vệ sinh là sử dụng là cửa nhôm kính. Đây là phòng ngủ ở phía bên trong. Tất cả các phòng ngủ của ngôi nhà này là đều đã được chúng tôi thiết kế sẵn hệ thống ống chờ để lắp điều hòa, cũng như là có hệ thống cửa sổ mở ra phía bên ngoài để cung cấp ánh sáng và không khí cho toàn bộ căn phòng. Toàn bộ cửa thông phòng là sử dụng là cửa nhựa lõi thép vân gỗ cao cấp. Tiếp theo đây là khu vực ở phía bên trên tầng 4 của ngôi nhà. Thiết kế của tầng 4 thì sẽ bao gồm là một phòng thờ, một sân phơi và một khu vực giặt đồ. Đây là khu vực phòng thờ. Chúng ta cũng có thể kết hợp phòng thờ để làm phòng ngủ cho khách cũng được. Đấy, chúng tôi cũng đã thiết kế sẵn hệ thống ống chờ điều hòa rồi, cũng như là cửa thông phòng. Ở phía khu vực cầu thang đây chúng ta sẽ có thêm là một cái ô giếng trời, cung cấp ánh sáng cho toàn bộ cái ô cầu thang. Cầu thang của ngôi nhà này thiết kế rất là rộng, độ dốc thì là tương đối, mọi người đi lại rất là dễ dàng. Đây là khu vực dùng để đặt máy giặt. Và ở phía bên ngoài đây là khu vực sân phơi.
Toàn bộ hệ thống chuồng cọp cũng như là hệ thống mái tôn, gạch lát nền là đều đã được chúng tôi hoàn thiện xong hết. Đối với ngôi nhà này thì chỉ cần dọn dẹp một chút là một quý khách hàng có thể là chuyển đồ về và ở luôn được. Thế mọi người có thể nhìn thấy ở phía xung quanh ngôi nhà là khu vực dân cư rất là đông, rất là nhiều nhà cao tầng. Đấy, vị trí rất là thuận tiện, giao thông đi lại cũng như là học hành. Tôi xin nhắc lại một chút về cái thông tin của ngôi nhà này để cho quý khách hàng có thể nắm được rõ hơn. Ngôi nhà có diện tích là 35 m², được thiết kế xây dựng là 4 tầng, bao gồm là 3 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 phòng bếp, 1 phòng thờ, 1 sân phơi và 3 phòng vệ sinh. Có vị trí nằm tại đường Yên Bình, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Đang được bên công ty chào bán với giá là 1 tỷ 550 triệu đồng. Bên công ty sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí sang tên sổ đỏ cho khách hàng, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng đối với những khách hàng có nhu cầu. Mọi người cần xem nhà hoặc là cần tư vấn thêm chi tiết thì xin vui lòng liên hệ cho điện thoại ở phía bên trên màn hình. Em Ánh 0983013403 hoặc 0888041444. Xin chân thành cảm ơn.